Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tháng 3 năm 1970, vì cuộc sống mưu sinh để nuôi 5 người con, đứa lớn mới 11 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 3 tuổi. Cụ Thêm ngụ tại thôn Đức Lân, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, cùng người em con cô ruột tên là Nguyễn Khắc Văn đi xe đạp lên Vĩnh Phúc để bán thuốc lào và mua chám mang về chợ quê bán. Đêm 24 tháng 7 năm 1970, hai anh em ghé vào ngủ ở lều cắt tóc lụp sụp cạnh cầu Diện, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú, cũ. Nửa đêm, một tên cướp tấn công khiến cụ Thêm bị thương. Khi ông Văn choàng dậy cũng bị cướp làm vài nhát luôn vào đầu. Hai anh em cụ Thêm chống cự kêu cứu thì tên cướp bỏ chạy. Cụ Thêm nhớ lại, khi dân làng đến cứu thì tôi đang bị thương, trên tay đang cầm chiếc cọc xe thồ dính huyết. Còn ông Văn bị thương nặng nằm tại chỗ, được đưa đi bệnh viện cấp cứu, sau đó qua đời. Căn cứ vào tài sản không bị mất, cướp không thấy, chỉ thấy lúc đó trên tay tôi đang cầm cọc thồ dính huyết, nên cơ quan tố tụng ép cung buộc tội tôi là hung thủ. Năm 1973, các cơ quan tố tụng tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra xét xử và kết tội cụ Thêm mức án tử hình. Không đồng ý với bản án, cụ Thêm kêu oan. Đến năm 1974, Tòa án Nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm mức án tử hình. Theo giấy xác nhận năm 2007 của ông Cù Văn Tiện, nguyên Phó Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phú, thì năm 1974, ông Tiện bắt đầu thụ lý vụ án này. Theo ông Tiện, qua quá trình điều tra, căn cứ vào hiện trường xảy ra vụ án, các dấu vết để lại trên hộp sọ của Nguyễn Khắc Văn và trên đầu Trần Văn Thêm cho thấy không đủ chứng cứ, có nhiều điểm mâu thuẫn. Cùng lúc đó, trại giam Phố Lu, tỉnh Lào Cai cung cấp cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc nguồn tin đối tượng Phan Thanh Nhàn, 17 tuổi, trú tại thôn Phần Thạc, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú, đang tập trung cải tạo tại trại, là người đã gây ra vụ án mạng tại cầu Diện, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương. Ngay lập tức, ông Tiện cùng hai cán bộ phòng cảnh sát hình sự lên trại Phố Lu lấy lời khai. Qua lời khai của đối tượng Nhàn đối chiếu với hiện trường xảy ra vụ án, tổ chức thực nghiệm lại hiện trường với hung khí là búa bổ củi mà Nhàn dùng để tấn công hai ông Nguyễn Khắc Văn, Trần Văn Thêm. Xét thấy Phan Thanh Nhàn là thủ phạm chính trong vụ án, còn Trần Văn Thêm bị bắt xử án tử hình là oan sai. Năm 1975, sau khi đối tượng Phan Thanh Nhàn khai hại nạn nhân Nguyễn Khắc Văn, Ủy ban thẩm phán Tòa án tối cao đã mở phiên tòa theo thủ tục giám đốc thẩm, tuyên hủy toàn bộ hai bản án phúc thẩm, sơ thẩm, giao hồ sơ để cơ quan công an điều tra xử lý lại theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở quyết định của giám đốc thẩm, cơ quan công an đã tạm tha cho ông Trần Văn Thêm với giải thích là do vết thương trên đầu, nên Bộ Công an cấp cho một giấy miễn lao động nặng. Hành trình đi kêu oan cho ông Thêm suốt 43 năm qua có sự góp sức của rất nhiều người. Con cái đều nghèo và ít học, ông Thêm đã nhờ người cháu ruột là Trần Văn Năm đưa đi kêu oan. Hai chú cháu đến các cơ quan ở Trung ương đều bị hỏi. Ông từng đi tù và được thả về thì có giấy tờ gì chứng minh không? Trong khi cáo trạng hay bản án ông Thêm đều không có. Tờ giấy cho trở về nhà vì bệnh nặng, được miễn lao động. Lúc về địa phương, ông đã nạp cho chính quyền địa phương nơi cư trú. Ông Thêm đã gõ cửa rất nhiều cơ quan tư pháp, nhưng cơ quan này lại chỉ sang cơ quan khác. Sau khi kêu oan ở Hà Nội không được, ông Nam đã cùng con trai đến Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phú để xin trích lục bản án, nhưng tòa trả lời hồ sơ không còn. Lần mò hỏi được địa chỉ nhà bà Tạ Thị Minh Tâm, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa kết án ông Thêm, ông Nam đã đến tận nhà bà Tâm xin xác nhận. Mãi đến lần thứ hai, bà Tâm mới chịu ký vào giấy xác nhận đã xử ông Thêm về tội sát hại người, cướp của. Nhưng án tử hình hay chung thân thì mấy chục năm rồi, bà không nhớ.
Sau đó, ông Năm tìm thêm được hai cán bộ công an trực tiếp điều tra vụ án là ông Cù Văn Tiện, nguyên phó trưởng ban chỉ huy cảnh sát hình sự Sở Công an tỉnh Vĩnh Phú và ông Hoàng Xuân Diệu, nguyên cán bộ công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú. Cả hai đều làm đơn xác nhận họ từng điều tra vụ án của ông Thêm. Đến năm 1974, vì có hung thủ khai nhận hành vi phạm tội nên ông Thêm đã được tha tù. Những bản xác nhận của nhân chứng vẫn không thể giúp ông Thêm được minh oan vì các cơ quan không tìm thấy hồ sơ vụ án. Năm tháng cứ trôi đi khiến cả ông Năm lẫn ông Thêm đều già yếu. Khi ông Năm không thể đồng hành cùng ông Thêm, người cháu họ của cả hai ông là anh Trần Văn Được lại tiếp tục hành trình đưa ông Thêm đi tìm công lý. Có những lúc ông Thêm phải vay lãi nóng để có tiền làm lộ phí, anh Được kể lại. Cứ tìm ra được manh mối nào của vụ án thì chúng tôi vui mừng mang đi nộp. Chờ mãi không được giải quyết, lại thấy chán nản vô cùng. Sau khi biết câu chuyện của ông Thêm, luật sư Vũ Văn Lợi, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã nhận lời trợ giúp pháp lý miễn phí cho ông. Ông Trần Văn Hòa, một thương binh tại Hà Nội, cũng đứng ra làm người đại diện theo ủy quyền để thay mặt ông Thêm đi gửi đơn. Khi kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 8 đang diễn ra, ông Hòa cùng luật sư đã photo gần 100 bộ hồ sơ để gửi tới tất cả các đoàn đại biểu Quốc hội trên cả nước. Nhưng vấn đề mấu chốt vẫn là làm thế nào để có thể tìm lại được bản án kết tội ông Thêm. Vì có bản án thì các cơ quan mới chịu giải quyết. Sau nhiều giờ bàn bạc, các luật sư đã nghĩ đến việc chính quyền địa phương nơi ông Thêm cư trú có thể sẽ lưu trữ bản án. Các công văn đề nghị cung cấp tài liệu được gửi tới Công an tỉnh Bắc Ninh và rồi những nỗ lực đã có kết quả. Sau khi được sao y hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm, luật sư Lợi và ông Hòa tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan và được Tòa án Nhân dân tối cao giải quyết. Ông Thêm đã già yếu, chỉ 6 năm, 7 tháng, 7 ngày ngồi trong tù. Có lúc ông phải viết thư kêu oan bằng huyết trong tuyệt vọng. Thân phận của một tử tù suốt nửa thế kỷ như một khối đá luôn đè nặng trên vai ông. Sáng 11 tháng 8 năm 2016, buổi công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can và công khai xin lỗi ông Trần Văn Thêm, 81 tuổi, ở xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh diễn ra tại Trung tâm Văn hóa huyện Yên Phong. Đại diện liên ngành tư pháp gồm Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Ninh, chính quyền huyện Yên Phong, lãnh đạo xã Yên Phụ có mặt tại buổi công bố này. Ngoài ông Thêm, cùng người thân, ông Nguyễn Khắc Quang, con trai ông Văn bị hại của vụ án 46 năm trước, đến chứng kiến lễ công bố. Đại tá Đoàn Tất Kỉnh, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đọc bản công bố quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Trần Văn Thêm. Theo Đại tá Kỉnh, ngày 28 tháng 7 năm 1970, các cơ quan tố tụng và ti công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ ký quyết định khởi tố bị can Trần Văn Thêm về hành vi sát hại người, cướp tài sản. Đến nay, quyết định được ký ngày 8 tháng 8 năm 2016 và văn bản pháp lý của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng kết luận ông Thêm không thực hiện hành vi phạm tội 46 năm trước. Ngay sau đó, ông Trần Văn Tuân, đại diện văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đọc lời công khai xin lỗi đối với ông Thêm. Phát biểu sau buổi công bố đình chỉ điều tra vụ án và lời xin lỗi công khai từ đại diện liên ngành tư pháp, ông Thêm bày tỏ sự biết ơn tới các cơ quan điều tra tố tụng đã minh oan cho ông sau hơn 40 năm. Theo người từng mang án tử hình oan, ông mong muốn hàng xóm, đặc biệt là nhân thân nạn nhân Văn, chia sẻ thông cảm với nỗi oan ức của ông suốt hơn 40 năm qua. Ông Thêm xúc động nói, tôi mong muốn chú cháu, ông con, anh em hai gia đình gắn kết lại tình cảm thân tộc như trước kia. Gần nửa thế kỷ oan trái với biết bao cơ cực đáng cay, cuối cùng người chịu oan án tử đã được giải oan. Sự việc khép lại một trong số những câu chuyện đau buồn, đen tối nhất trong lịch sử tư pháp Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.